Tin breaking news mới nhất của đài CNN vừa mới cho biết là vào lúc 6 giờ chiều ngày hôm nay tính theo giờ địa phương tại Âu Châu, tức là ngày thứ 6, 22 tháng 7 năm 2016, tại một khu thương xá ở thành phố Munchen, Anh gọi là Munich, ở bên Đức, đã xảy ra một vụ bắn. Cảnh sát mô tả là tiếng súng nổ ran và tất cả những khách hàng đi mua hàng tại khu thương xá này đã chạy túa ra ngoài đường. À, về con số tử vong và bị thương thì có ba nguồn tin khác nhau tin của CNN nói rằng chỉ có một người bị thiệt mạng và người 10 người bị thương. Trong khi đó thì đài France TV Info thì nói rằng có tới 10 người chết. Một đài địa phương um, truyền hình tại um, Munson thì nói rằng số tử vong có thể lên tới 15 người. Nhưng mà cảnh sát nói rằng có lẽ trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa hoặc là có thể là một ngày nữa mới biết được chính xác số người bị um, tử vong và bị thương như thế nào cũng như là động cơ vụ bắn ra sao một nhân chứng tại chỗ là Linsey nói với phóng viên của đài CNN rằng chỉ thấy dân chúng chạy túa ra ngoài và súng nổ vang rền và cái tiếng động như là có một cuộc tấn công trong cái khu vực thương xá ngay tại thành phố Munster bên Đức. Chúng tôi sẽ cập nhật tin này một khi có tin mới.